và các ổ xe trong bụng thì là một cái bài mà rất là quan trọng, là vì các em Y3 học, Y4 học, Y6 học, thế rồi sau này thì học suốt đời, học suốt đời về cái bài này, bởi vì cái bài này nó là cái bài đinh trong trong các cái ngành nghề, trong cái ngành nghề y của chúng ta. Thế thì các em nhìn thấy đây là một cô gái đúng không, mà hai tay cô phải ôm lấy bụng, cô gái đây mà hai tay cô phải ôm lấy bụng là vì cô ấy đau quá, cô ấy không thể thể chịu đựng được. Thì cái hội chứng viêm phúc mạc thì thầy lấy cái hình ảnh này để nói với các em rằng là đây là một cái hội chứng bụng rất là nặng và nó phức tạp. Để thầy mở nó toàn màn hình ra để cho nó rõ. Đấy, được rồi. Là cái hình ảnh mà viêm phúc mạc nó đau đớn và nó khổ sở như thế. Thế thì Đại Cương thì nói rằng là viêm phúc mạc là một cái hội chứng viêm nặng trong ổ bụng do nhiều nguyên nhân gây ra. Viêm nhiễm khuẩn phúc mạc thì thường tiến triển nặng do dễ tiếp cận với mầm bệnh có sẵn và dễ lan tỏa ra toàn khung phúc mạc. Thì đây là cái phân chia ổ bụng các em đã học qua tiền lâm sàng. Thì các em biết rằng là hai cái đường ngang là hai cái đường đi ngang qua xương sụn sườn 10, hai cái đường ngang dưới là đi ngang qua gai chéo trước trên, cùng với hai cái đường giữa xương đòn và giữa cung đùi, thì nó tạo ra ổ bụng làm 9 phần. Và trong cái 9 cái phần này thì phần nào cũng có phúc mạc, phần nào cũng có phúc mạc hết. Thì đây là cái phân chia cổ điển nhất của chúng ta. Thế còn Mỹ thì có thể nó phân làm 4 vùng, nhưng mà cái phúc mạc là phần là 6 vùng là điển hình nhất. Thế sinh lý phúc mạc thì phúc mạc có hai lá, diện tích nó vào khoảng độ 6, 1,6 cho đến 2 mét vuông bằng diện tích da. Nên là trông là một cái ổ bụng nó chỉ có khoảng độ 40-50 cm vuông thế thôi, nhưng mà trải nó ra cả lá thành lá tạng thì nó gần đến 2 mét vuông. Lá thành thì là có nhiều sợi thần kinh đi tới cho nên dễ đáp ứng và nhạy cảm với kích thích, còn lá tạng thì nó ít ít hơn, ít cảm thụ hơn, cho nên là chúng ta lợi dụng cái lá thành là cái mà nó có nhiều thần kinh, cho nên chúng ta khám chúng ta biết được cái tình trạng phúc mạc. Thế giữa cái lá thành, thành bụng bên, thành bụng sau với thành bụng trước, thì thành bụng trước chúng ta dễ khám hơn và chúng ta được cái chúng ta phát hiện các bệnh chủ yếu bằng cái phúc mạc phía thành bụng trước. Sinh lý phúc mạc thì phúc mạc là một cái màng thẩm thấu có khả năng hấp thu nhanh các cái lượng dịch vào trong khoang phúc mạc. Thế cho nên là người ta đã dùng cái phúc mạc để thẩm thấu, để thẩm phân. Ví dụ như muốn rút cái chất độc từ trong máu ra thì người ta rút qua cái con đường phúc mạc cũng được, không cần phải rút qua thận. Nè. Thế, và tất nhiên là phúc mạc thì không phải trường nào nó cũng thẩm thấu được, nó chỉ thẩm thấu những phân tử nhỏ thôi, còn những cái phân tử protein lớn thì nó vẫn không thẩm thấu, cho nên nó mới có câu chuyện, tức là những cái viêm phúc mạc mà nó có những cái protein miễn dịch lớn ở trong phúc mạc thì là chúng ta thử cái phản ứng thì sẽ thấy là cái lượng protein ấy nó rất là cao. Và cái ông Rivanta cách đây gần 2 thế kỷ thì ông ấy mới nghĩ ra một cái cách thử phản ứng Rivanta tức là
lấy cái nước ở trong dịch phúc mạc ra. Và ông ấy cho axit vào, ông ấy thử thì thấy rằng là có những cái trường hợp viêm phúc mạc phức tạp thì là phản ứng Rivanta dương tính. Dương tính có nghĩa rằng là có nhiều cái protein phân tử lớn ở trong phúc mạc, thì đấy là cái đặc điểm của phúc mạc, tức là không phải trường hợp nào cũng hấp thu được. Tất nhiên điện giải thì nó rất nhỏ cho nên hấp thu được không thành vấn đề. Thế còn thì đặc biệt là các cái phân tử protein thì nhiều phân tử lớn là không hấp thu được nha. Thế phúc mạc có khả năng chống lại quá trình nhiễm khuẩn do hoạt động thực bào và phản ứng viêm bằng sự bao vây các quai ruột mạc nối màng xoang, thì đấy là cái đặc điểm của phúc mạc như thế. Khi phúc mạc viêm thì làm cho di chuyển một lượng lớn nước, điện giải và protein vào trong khoang phúc mạc. Đấy. Làm cho một lượng lớn nước, điện giải, protein nằm ở dưới phúc mạc, trước cái phúc mạc, và lòng ruột bị giãn to. Thế cho nên là cơ thể bị mất nước và điện giải, tạo ra một cái vẻ mặt phúc mạc. Cái vẻ mặt phúc mạc thì là đây, thầy vẫn bị nhầm một cái chữ này là peritoneal fasci, peritoneal fasci, face, peritoneal. Thì peritoneal tức là cái vẻ mặt phúc mạc. Vẻ mặt phúc mạc này nó khác hẳn với lại cái vẻ mặt ruột thừa hay là cái vẻ mặt của các cái khác, là vì cái vẻ mặt này, phúc mạc này thì nó rất là đặc trưng. Đấy. Thí dụ như là các em đi buồng thế này, các em mà nhìn thấy, các em mà nhìn 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 thấy bệnh nhân là các em có thể phân biệt giữa cái bệnh nhân nào đang đau, đang có cái vẻ mặt bị viêm phúc mạc là các em biết ngay nha. À, thế còn đây là cái khối u phúc mạc mà thầy đã từng mổ. Cái này bệnh nhân này có nghĩa là thầy mổ vào cỡ độ năm 2008 09 gì đấy. 2008 09. Thế thì đây là một cái bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Phúc, 23 tuổi. Thì cái khối u nó to đến cái mức mà cái thước này, thước học trò này là nó 30 phân, 30 phân. Hai đầu, nó người ta để dư mỗi một đầu một phân nữa, thế là 32 phân. Và cái khối u này nó còn dài hơn cái thước học trò. Thì ở đây là thầy đã lấy cái u của phúc mạc, nó là một cái ung thư mỡ của phúc mạc kèm theo lách, kèm theo một phần tụy và một phần thận, cắt thận bán phần, cắt tụy bán phần và cắt toàn bộ lách và lấy toàn bộ cái khối u của phúc mạc này ra. Thế bệnh nhân này thì rất là một trong những cái bệnh nhân mà mổ khó khăn nhất, phức tạp nhất, bởi vì bệnh nhân này trước đã đi đến một cái bệnh viện lớn ở Hà Nội này. Thế thì một bệnh viện lớn thì chuyên gia nước ngoài người ta cũng mổ cho bệnh nhân, nhưng mà người ta mổ ra thì người ta thấy to quá, khó quá, thế là người ta chỉ lấy một phần, sau đó người ta làm giải phẫu bệnh. Và lấy một phần làm giải phẫu bệnh thì biết đó là một cái liposarcoma, tức là một cái ung thư của tổ chức mỡ. Thế mà thầy thấy rằng là cái này thì trước kia thầy cũng đã từng mổ những cái ca lớn như thế này, cho nên thầy quyết tâm là thầy mổ thì thầy lấy được cái u này cho bệnh nhân. Và xong đó rồi thì 3 năm sau thì bệnh nhân mới có tái lại, và tất nhiên là mổ đi mổ lại một số lần nữa. Thế nhưng mà đây là cái lần mà mổ khủng khiếp nhất. Nói về viêm phúc mạc thì trưa nay mới suy nghĩ mà, có những cái trường hợp nào mà
viêm phúc mạc mà hay ho thì cách đây 4 năm thì thầy có làm cho một cái lúc về hưu rồi thì thầy làm cho một cái bệnh viện tư thì có một anh tiến sĩ, anh này thì anh ấy còn trẻ cho nên là anh soi đại tràng cho bệnh nhân. Soi đại tràng thì là phải chuẩn bị đại tràng rất là sạch sẽ, thế sau đó cho máy luồn vào hậu môn, thế và cho một cái máy 1m6, một mắt sáu nó to bằng ngón tay, cái máy nội soi to bằng ngón tay này này, chắc nhiều em nhìn thấy rồi, thì là mới cho vào trong hậu môn và quan sát bệnh nhân này thì lại là 55 tuổi. Đấy. Thế nhưng mà anh này thì lại cũng hơi vụng về và anh cũng mới biết soi, thế thành ra anh ấy cứ nhấn cái máy nội soi nhấn mạnh quá, thế rồi là làm cho bệnh nhân đau lại không gây mê, thế thành ra làm cho bệnh nhân đau. Thế sau khi đau xong thì là bệnh xoay xong thì là anh ấy theo dõi thì cứ thấy là bệnh nhân đau khắp bụng, cuối cùng là thầy chẩn đoán là một cái viêm phúc mạc do thủng đại tràng sau soi, tức là do cái ông tiến sĩ này anh nhấn cái máy thu hơi thu, thế là làm cho thủng đại tràng. Thế là thầy, đấy là một trong những cái trường hợp mà viêm phúc mạc cấp tính toàn thể, bởi vì khi mà thủng như thế thì những cái nước phân và những cái nước chúng ta chuẩn bị ở trong lòng đại tràng thì nó bung ra ngoài phúc mạc và nó làm cho một cái viêm phúc mạc cấp tính, bệnh nhân đau lắm. Thế mà thầy quyết định là phải mổ, mổ ra thì rất nhiều nước phân ở trong bụng và phải lau sạch, rửa sạch cái ổ bụng đi và khâu lại cái vết vết thương ở đại tràng sigma, ở vùng đại tràng sigma và đại tràng xuống thì bị thủng ở cái chỗ đó. Thì sau đó là bệnh nhân sống được và tất nhiên là phải đền bù cho bệnh nhân, và cái anh tiến sĩ ấy thì bệnh viện đền bù một phần mà anh tiến sĩ ấy, anh cũng bỏ tiền ra để đền bù bệnh nhân. Thế thì đấy cũng là một cái ví dụ về viêm phúc mạc. Thế nhưng mà sau đó thầy lại nhớ lại là vào cái cỡ cách đây khoảng 20 năm. 20 năm thì lúc bây giờ thầy đang là phó giám đốc bệnh viện ca và là trưởng khoa. Thì có một cái anh ấy cũng là tiến sĩ nhưng mà anh này thì phải sau này trở thành phẫu thuật viên mổ rất giỏi. Thì anh ấy mổ một cái trường hợp mà ung thư đại tràng nhưng mà nó bắn tắc ruột. Thế thì anh này anh cứ lôi lôi cái đại tràng căng quá và cuối cùng là cái đại tràng nó rách, lôi mạnh tay thế cái đại tràng nó rách, thế là một phần cái phân ở trong cái trường hợp bắn tắc ruột đó nó ổ vào trong bụng bệnh nhân và kết quả là cái bệnh nhân ấy chết. Cái bệnh nhân ấy chết thì cách đây hơn 20 năm thì chưa phải đền bù nhiều như là cái trường hợp mà cách đây 4 năm, nhưng mà bệnh nhân sau khi mà chết xong thì người ta cũng có thắc mắc với bệnh viện ca, bây giờ bệnh viện ca, thế là thầy phải đứng ra thầy giải quyết và thầy phải đích thân chữa cho cái dàn xếp với người nhà và giải quyết, là vì cái đấy một cái trường hợp mà chỉ là một cái bắn tắc ruột bình thường nhưng mà nó lại trở thành một cái trường hợp viêm phúc mạc, bởi các em biết rằng là phân thì nó đến 1/4 phân nó là vi khuẩn, cho nên là cái phân đó nó dây ra phúc mạc thì bệnh nhân bị một cái viêm phúc mạc cấp tính, mặc dù kháng sinh rất là tốt và lau rửa ngay lập tức, biết và lau rửa ngay lập tức nhưng mà cuối cùng bệnh nhân vẫn chết.
Thế là lần đấy là mang phong bì đến để chia sẻ với bệnh nhân. Thế sau đó là thầy đi lững thững đi đằng sau cái đám tang của cái cụ ông già đó, mà buồn buồn đến nỗ cả ruột đó. Bởi vì thì cái ông già ấy chết thì không phải là tay thầy, mà là do một đàn em của thầy mổ. Thế nhưng mà thôi thì cũng là đồng nghiệp của mình, cũng là con dạng cái mang, mình vừa là phó giám đốc vừa là trưởng khoa, thế thế phải phải lo cho các cái đồng nghiệp của mình, phải dàn xếp cho đồng nghiệp của mình. Nhưng mà nó một cái nỗi buồn, nghĩa là suốt cuộc đời không bao giờ quên được, vì đi sau một cái đám tang mà cái đám tang đó chắc chắn biết được cái đám tang đó là do đồng nghiệp của mình làm cho bệnh nhân viêm phúc mạc và chết. Thế thì khi cái phân nó ra ngoài ổ bụng nhiều thì xử lý ngay, nó cũng chết như thế. Cho nên cái câu đầu mở đầu cái bài này là viêm phúc mạc là một tình trạng nặng, muốn nói với các em như thế. Thì đây kể cái câu chuyện, hai cái câu chuyện viêm phúc mạc, mà một câu chuyện thầy chữa cho một anh tiến sĩ, anh ấy soi, anh ấy làm thủng, may mà cái nước thủng đó thì là cái nước mà nó đại tràng lúc bây giờ tương đối sạch. Thế cho nên là bệnh nhân xử lý được cái viêm phúc mạc, và bà già ở Thái Bình thì bà ấy sống được, bà ấy vượt qua được và bà ấy sống được. Thế nhưng còn cái ông già mà cách đây 20 năm thì phân nó ra nhiều quá rồi cuối cùng là chết, chết. Nên đấy cũng là một cái bài học rất là đau. Như vậy thế thầy nói với các em là viêm phúc mạc thì có nguyên phát và thứ phát. Thế nguyên phát có nghĩa là tự cái phúc mạc đó nó viêm đấy, là tự nó là tổn thương ngay từ đầu, thì thường là do cái vi khuẩn, mà chủ yếu là tụ cầu tan máu, hay gặp ở trẻ em dưới 10 tuổi. Thì điều trị nội khoa là chính, nhưng khi nghi ngờ vẫn phải mổ để lau rửa ổ bụng. Thế cái viêm phúc mạc nguyên phát ngoài ra còn có thể gặp do lao. Do lao thì tay thầy mổ nhiều lắm, nhiều khi mổ cái ổ bụng ra lao với ung thư nhiều khi cũng không không phân biệt, bằng mắt thường không phân biệt, thế bằng kinh nghiệm, và đồng thời là phải sinh thiết, xong đó rồi nhờ các thầy giải phẫu bệnh, các thầy xem xét, cuối cùng là mới biết được là viêm phúc mạc nó lao hay là hay do ung thư. Nó cũng khó như thế đấy. Thôi sau này em nào cầm dao biết được rồi thì nhớ lại cái lời của thầy dặn nhé. Thế rồi lao thì hay gặp ở trẻ, tuổi trẻ từ 10 đến 40 tuổi, và thường là phối hợp với lao ở những vị trí khác, ví dụ như phổi. Thế rồi là có những cái triệu chứng toàn thân, ví dụ như là người gầy còm xanh xao, xanh xao, suy dinh dưỡng này, thế rồi sốt này. Đấy. Đấy, và bạch cầu có lắng tăng, có thể là có cái các cái triệu chứng. Và ổ bụng thì nó đau thành từng khoang một, bởi vì lao này nó tiến triển chậm, nó tiến triển mãn tính, cho nên nó gây viêm. Có những cái vùng bụng thì nó viêm rất là nặng, và có những vùng nó viêm nhẹ. Thì đấy, thì cái viêm phúc mạc tiên phát thì nó hay gặp ở hai trường hợp ấy. Một là trường hợp là viêm phúc mạc do tụ cầu ở trẻ em, trường hợp thứ hai là viêm phúc mạc do lao là hay gặp. Thế còn loại khác thì nó ít gặp, và thực tiễn thì viêm phúc mạc tiên phát nó chỉ khoảng độ 10%, còn viêm phúc mạc thứ phát là đến 90%, là sau một cái ổ nhiễm khuẩn từ một tạng trong bụng rồi là nhiễm khuẩn khuếch tán ra và vỡ. Thông thường nhất là viêm ruột thừa. Thế còn thầy kể hai cái trường hợp, một trường hợp vỡ là do đặt nhấn cái máy nội soi đại tràng nó thô bạo, làm thủng cái đại tràng và viêm phúc mạc. Thế rồi có một trường hợp thì lại là do bác sĩ làm cũng vụng về kéo cái đại tràng nó bị ung thư, thế là đại tràng nó cũng vỡ, thế là phân nó trào ổ bụng, rồi cuối cùng bệnh nhân chết. Thì đấy, như thế được gọi là
thứ phát nhé. Vi khuẩn trong viêm phúc mạc thì thường là coli hoặc là tụ cầu sinh mủ, tụ cầu phế cầu. Giải phẫu bệnh thì các em sẽ thấy mở một cái bụng mà viêm phúc mạc ra thì các em sẽ thấy là phúc mạc nó dày, nó đỏ, tăng sinh mạch máu phù nề, mặt trang và gối đều dày hết cả lên. Dịch phúc mạc thường đục và có thể không mùi hoặc có mùi thối. Thế thì thông qua cái dịch phúc mạc đó thì chúng ta có thể biết được là cái dịch đó nó từ đâu. Ví dụ như là nếu mà không không thối thì thường là từ dạ dày ra thủng dạ dày, hay là thủng ở mật, thủng ở túi mật, hay là thủng ở tụy. Thế còn nếu mà thối thì thường là liên quan đến cái viêm phúc mạc của thủng đại tràng, thủng ruột non, thủng đại tràng. Thì đấy là cái dịch như thế. Thế và bây giờ thì phải nói là cái kháng sinh của chúng ta rất là tốt, tốt đến cái mức mà cái dịch phúc mạc bây giờ mà nó thối ấy, nó cũng gặp ít thôi, là vì kháng sinh nó kiềm chế được. Và có thể nói với các em là kháng sinh nó tốt đến cái mức mà bây giờ những ở nông thôn người ta bốc mộ, người ta không dám để 3 năm nữa, bởi 3 năm là vi khuẩn nó chưa lên men được, nó chưa làm thối rữa thịt được. Mà người ta phải để 6 năm người ta để gấp đôi, hoặc là 7 năm, rồi thậm chí có những trường hợp để đến 9 năm mới dám bốc mộ, là vì cái phân tử kháng sinh nó bền vững, chôn xuống dưới đất rồi nhưng mà cái phân tử kháng sinh đó tiếp tục ức chế vi khuẩn không mọc lên được, cho nên thịt không thối được. Thế là thịt nó cứ bám chặt cái xương này, đào mộ lên rồi nhưng mà thấy vẫn người vẫn còn nguyên, vẫn còn nguyên. Thế thì là những cái trường hợp đó thì nó rất là ai oán khi mà trong cái đám bốc mộ như vậy. Thế bây giờ thì người ta bốc mộ ít, bây giờ người ta khôn, người ta chết một cái là người ta đốt xác. Thế thì nó có một cái kỹ nghệ là đốt vừa phải thôi, đốt vừa phải, xương nó chưa chưa cháy thì người ta đốt cháy hết thịt rồi, thì người ta để cái xương đó vào trong một cái tiểu to, tiểu sành to, và người ta cũng lại chôn ngay xuống dưới đất. Thì đấy là cái cách mà thông dụng ở nông thôn là hay dùng. Tôi thấy thấy là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ chẳng hạn thì là vùng đồng bằng đấy, thì người ta cũng thế, có rất nhiều những cái lò xác ở thiêu hủy ở Hải Dương, ở Hải Phòng này, hay là ở Nam Định này, hay là ở một số nơi, thế người ta cũng không phải đưa về Hà Nội để thiêu nữa. Thế vừa rồi chết do Covid ở Thành phố Hồ Chí Minh mà chết nó nhiều quá, nhanh quá, đến nỗi mà toàn bộ các hàng trăm cái lò đốt xác ở Thành phố Hồ Chí Minh một đốt không kịp, cuối cùng là phải cho ô tô tải chở một lúc các quan tài về các cái tỉnh xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh để đốt xác Covid. Thì chúng ta thấy rằng là có những trường hợp mà chết nhanh, chết nhiều thì đốt không kịp. Thế nhưng ở đây cái câu chuyện này gọi của chỉ muốn minh chứng với các em thế này: bây giờ kháng sinh của chúng ta tốt, thế cho nên là phúc mạc của nó thối ấy, thì nó không như ngày xưa. Cái thời các thầy thì mổ xẻ ra thì đôi khi là phúc mạc nó rất là thối. Đấy. Các nguyên nhân viêm phúc mạc thông thường nhất là viêm ruột thừa vỡ, trường hợp thứ hai là thủng ổ loét dạ dày tái tràng, trường hợp thứ ba là thủng đại tràng do ung thư, thủng do túi thừa. Thế còn cái thủng mà do bác sĩ kéo đại tràng làm thủng, hay là thủng do soi đại tràng mà nó gây thủng ấy, thì là hãn hữu, là những câu chuyện rất là hãn hữu. Lúc bây giờ thầy lên sếp rồi thì thầy phải tự sửa, phải sửa chữa cho học trò. Các em nó làm sai, nó làm hỏng rồi cuối cùng là mình phải phải mổ lại để mình sửa chữa cho học trò. Xoắn ruột hoại tử nó gây viêm phúc mạc, viêm túi mật, thấm mật phúc mạc, áp xe tụy, áp xe thận,
áp xe phần phụ đấy, cái này là các em gái mà học ở đây là phải chú ý đến, phải khi mà quan hệ tình dục thì cái đường cái đường sinh dục của phụ nữ nó rất là bí hiểm và nó cũng kín đáo và bí hiểm, cho nên cái người đàn ông không, cũng như người người đàn ông người đàn bà mà quan hệ với nhau mà không vệ sinh tốt thì nó dễ gây viêm âm đạo rồi viêm buồng tử cung, viêm vòi trứng buồng trứng, thế là nó xì vào trong phúc mạc, rồi áp xe gan vỡ, xì giò sau phẫu thuật. Đấy, sau mổ. Triệu chứng, các triệu chứng lâm sàng thường là phụ thuộc vào hai yếu tố: độc tính của vi khuẩn và sức đề kháng của cơ thể. Thì có hai hội chứng nhiễm khuẩn và hội chứng viêm phúc mạc. Triệu chứng thì sốt cao, mạch nhanh, vẻ mặt phúc mạc. Nhìn vẻ mặt phúc mạc là biết ngay nhé. Đau bao giờ cũng có, lúc đầu đau khu trú, sau đó đau lan tỏa. Nôn do phản xạ kích thích giai đoạn sớm, muộn thì là do liệt ruột. Nấc, nhất là viêm phúc mạc ở tầng trên thì nó kích thích cơ hoành, thế là bệnh nhân cứ nấc, nấc cụt, nấc ở giai đoạn đầu bụng nó, xong đó giai đoạn cuối thì là bụng nó trướng phành này và lúc giờ không có sức mà nấc nữa. Cái bệnh nhân thường nằm ở tư thế giảm đau, gấp đùi vào gối thì là bệnh nhân đỡ đau. Đến muộn thì có những biểu hiện giống như tắc ruột, ví dụ như nôn, bí trung đại tiện, thì đấy là các cái triệu chứng của phúc mạc. Triệu chứng của viêm phúc mạc là triệu chứng cơn toàn thân và triệu chứng cơn nặng là như vậy. Triệu chứng thực thể thì có thể co cứng thành bụng, ví dụ như là trường hợp thủng dạ dày thì cái nước axit ở trong dạ dày nó, cái nồng độ axit rất là cao, axit ở dạ dày là 1,5 cho đến 3, cho nên là cái axit dạ dày ấy, là nếu có nút cục sắt vào trong bụng nhỉ, thì là cái cục sắt đó nó cũng mòn đi, là vì cái axit ở trong dạ dày nó rất là axit chlorhydric, nó rất là đậm độ, nó rất là cao. Thế và bụng thì không thấy, không thở bằng bụng mà các khối cơ thẳng thẳng thì nó nổi gân, nổi rõ lên, ấn vào thì thấy cứng như mo và có phản ứng. Thí dụ như trường hợp mà viêm dạ dày chẳng hạn thì là thủng dạ dày chẳng hạn thì là bụng cứng như gỗ, cứng như gỗ. Điển hình nhất là dấu hiệu Bloomberg, hay còn gọi là dấu hiệu cảm ứng phúc mạc. Dấu hiệu Bloomberg thì chắc là các thầy tiền lâm sàng có dạy rồi, tức là dùng cái ngón tay trỏ theo cái nhịp thở của bệnh nhân ấn sâu dần, và khi mà bệnh nhân vào và chuẩn bị thở ra thì mình rút cái ngón tay rất là nhanh, thì bệnh nhân sẽ bị kích thích một cái cơn đau dữ dội, và như thế thì cái dấu hiệu cảm ứng phúc mạc là dương tính, hay là dấu hiệu Bloomberg dương tính. Gõ thì thấy vùng đục thấp, vang ở vùng cao. Thăm tứ cùng đu la hoặc thăm qua trực tràng hoặc thăm qua âm đạo thì thấy đu la phồng đau, gọi là tiếng kêu đu la. Chọc giò thì có mủ hoặc là dịch đục. Thì đấy là cái, đây thầy cũng bị mất lỗi, đu la chứ không phải là đông la. Đu la. Con của em nào đây? Thế thì đấy là dấu hiệu đu la phồng nhé. Đây cũng thế. Đu la nhé. Đu la. Chọc giò thì có dịch mủ hoặc là dịch đục. Cận lâm sàng thì chụp X-quang thì có thể thấy nó bụng mờ, thành ruột dày hơn bình thường, các quai ruột giãn do liệt ruột cơ năng, có thể có liềm hơi dưới cơ hoành do thủng tạng rỗng. Xét nghiệm máu thì thấy bạch cầu tăng,
khi bệnh nhân già yếu thì có khi và nhiễm độc nặng thì có khi bạch cầu lại giảm. Đấy. Nhưng thông thường 80-90% là bạch cầu tăng, tăng cao, tăng rất cao. Ví dụ như bạch cầu bình thường em biết rằng là nó chỉ dưới 10.000, nhưng mà khi viêm phúc mạc có thể nó tăng lên 50.000, 100.000 cũng có. Hematocrit tăng do mất nước, rối loạn điện giải thường là giảm kali và clo, ure máu tăng, creatin máu tăng do tình trạng nặng có suy thận. Để chẩn đoán xác định viêm phúc mạc thì trước hết là dựa vào cái hội chứng nhiễm khuẩn toàn thân và có cái phản ứng thành bụng, đặc biệt nhất là co cứng thành bụng hoặc là dấu hiệu Blue Bag, dấu hiệu cảm ứng phúc mạc dương tính, thăm trực tràng âm đạo, túi cùng, căng phồng và đau. Thì đấy là cái chẩn đoán như thế. Chẩn đoán phân biệt thì phân biệt với tắc ruột. Tắc ruột thì chúng ta sẽ thấy X-quang có mũi hơi, có nhu động. Thế còn chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta dựa vào tiền sử, ví dụ như là đau hố chậu phải một thời gian rồi thì nó đau lan khắp bụng thì chứng tỏ là nguồn gốc viêm ruột thừa, hoặc là do tính chất đau hoặc vị trí đau ban đầu. Ví dụ như anh đấy cầm máy nội soi mà lại vụng về nhấn máy mạnh quá thì nó thủng ruột, viêm phúc mạc. Cần chú ý những trường hợp trên lâm sàng, ví dụ như là viêm ruột thừa cấp vữa vỡ này, thủng ống loét dạ dày tá tràng, tắc mạch do sỏi, thì đấy là cái hỏi bệnh và chúng ta chẩn đoán. Thì nó cũng nói chung là phúc mạc, viêm phúc mạc thì cái chẩn đoán nó không quá khó. Thế nhưng mà đấy cái vấn đề điều trị mới là cái khó. Đấy. Cho nên điều trị nó khó đến cái mức mà thầy cũng đã phải lững thững buồn đến 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 nẫu cả người để đi sau đám tang của một ông già, đi sau cái đám tang để tiễn bệnh nhân về cõi vĩnh hằng, mà không phải là do tay mình mổ, không phải do mình gây ra, mà là do đàn em của mình nó gây ra, con dại cái mang khổ thế. Đấy. Thế cho nên là điều trị thì ngoại khoa, điều trị thì chủ yếu là điều trị ngoại khoa nhé, điều trị ngoại khoa. Thế đầu tiên là hồi sức là truyền dịch, truyền điện giải, bù nước điện giải, điều chỉnh thăng bằng kiềm toan, xong đó là cho kháng sinh phổ rộng cho mạnh, tốt nhất là theo kháng sinh đồ và đảm bảo hô hấp nhiệt. Điều trị ngoại khoa mổ càng sớm càng tốt, như cái trường hợp mà một anh tiến sĩ cách đây 4 năm ấy, thì thầy phải quyết mổ luôn, nhưng mà hôm ấy thầy bị vướng là vì hôm ấy thì lại chỉ có hai vợ chồng ông bà ấy ở đây thôi, còn các con thì lại đi làm ở tứ xứ, thế thì là ông ấy cũng không dám quyết, không dám ký giấy cho vợ mổ. Vợ thì muốn mổ nhưng mà cũng không bàn với chồng, chồng thì cũng muốn là đợi con, thế là thầy phải đợi 3 tiếng đồng hồ. Cái lúc soi phát hiện ra viêm phúc mạc và khoảng 2 giờ chiều là phát hiện ra viêm phúc mạc rồi, thế mà thầy phải đợi đến 5 giờ chiều mới mổ. Thì ở đây thầy đã không không tuân được cái nguyên tắc này, tức là không phải là càng sớm càng tốt, giá kể là mổ lúc 2 giờ chiều thì tốt hơn, nhưng mà chiều ông bà ấy, bởi vì đây là cái trường hợp mà đồng nghiệp gây ra thủng đại tràng nguy hiểm, thế nhưng mà ông bà ấy thì già rồi mà con cái thì nó cứ muốn là nó phải có mặt để nó đàm phán về vấn đề đền bù rồi vấn đề nọ vấn đề kia, thế là cuối cùng là phải đợi nó về, đợi nó về cuối cùng mới ký giấy mổ, cùng ký giấy mổ đấy, có khi vừa hồi sức vừa mổ. Thế cách phẫu thuật thì là ví dụ như là phải giải quyết nguyên nhân, như là chúng ta phải khâu lại cái lỗ thủng ruột, hoặc là ruột thừa nó vỡ thì cắt ruột thừa khâu lỗ thủng, hoặc là khâu lỗ thủng dạ dày, lau rửa ổ bụng, chú ý các vùng thấp của hố trọng, dẫn lưu, phải dẫn lưu nhiều sông và dẫn lưu có hiệu quả. Thì
mới giải quyết được cái tình trạng nhiễm bẩn phụ mạc. Thế mà nhiều trường hợp cũng không giải quyết nhân vẫn chết. Thế đấy là viêm phúc mạc toàn thể. Thế còn viêm phúc mạc khu trú thì là thực chất là nó sẽ khu trú rồi nó hình thành những ổ áp xe trong ổ bụng, trong trong khoang phúc mạc. Ví dụ như là thường người ta gọi theo vị trí áp xe dưới cơ hoành, áp xe hố chậu, áp xe tiểu khung, áp xe dubula. Thì cái triệu chứng của nó cũng là sốt dao động, chán ăn, mất nước. Thế rồi là xét nghiệm máu thì thấy bạch cầu tăng, bạch cầu trung tính tăng. Ngoài ra thì tùy vào cái vị trí áp xe còn có những cái triệu chứng riêng nữa nhé. Đấy. Thế đây đây là cái những cái tạng ở trong bụng mà nó có liên quan đến phúc mạc. Thế thì các em thấy rằng là cái ruột thừa này là nguyên nhân đầu tiên, viêm phúc mạc. Thế là cái dạ dày này, thủng dạ dày, cái nước axit clathrin nó 1,5 cho đến 3 pH 1,5 cho 3 từ trong dạ dày nó ào ra phúc mạc. Thế là cái phúc mạc này nó phản ứng, nó viêm phúc mạc do hóa chất, thế là nó phản ứng, nó làm cho bụng cứng như gỗ, hay là từ túi mật, từ đường mật nó vỡ ra nó gây viêm phúc mạc mật, hay là từ tụy của viêm phúc mạc do áp xe tụy, hay viêm phúc mạc do thủng ruột non. Ví dụ những cái trường hợp thủng ruột do thương hàn, thủng ruột do các bệnh Crohn ở trong bụng thì đấy thì là thủng ruột non. Thế còn thủng đại tràng, ví dụ như là cái ung thư, cái trường hợp cái ông già mà ông bị chết thì ông bị cái ung thư góc lách này, ung thư đại tràng góc lách. Thế là cái anh một anh đồng nghiệp anh ấy kéo cái đại tràng này thô bạo quá, thế là nó bục cái phân này rồi. Từ ở trong cái nó rách và nó bục cái phân ở đây ra toàn bộ phúc mạc. Thế còn rồi cuối cùng là bệnh nhân sau 4 ngày thì chết. Thế còn cái trường hợp mà một anh tiến sĩ anh ấy soi đại tràng thì anh ấy đưa máy vào qua đại tràng sinh ra rồi, nhưng mà khi anh đưa đến cái góc lách, cái góc này thì nó lại quặt như thế này, đưa cái máy nó lại phải khéo léo cái chỗ này để quặt được sang đại tràng ngang. Thì cái đoạn này anh ấy thiếu kinh nghiệm thì anh ấy nhấn máy, cuối cùng là cái vị trí thủng nó nằm đúng ở cái trước khi đến cái góc lách này, là đến cái vị trí thủng, thì thủng ở đây và cái nước phân rồi là cái nước trong lòng đại tràng này nó tràn ra ổ bụng. Thế là phải rửa toàn bộ cái ổ bụng này, xong đó là cũng không phải làm hậu môn nhân tạo. Thế thì là vì cái nước phân thì nó cũng không không quá bẩn, vì bệnh nhân này không có tắc ruột và không có ung thư ruột. Thế nhưng mà cái nước này là cái nước mà chúng ta chuẩn bị để xoay đại tràng, rửa sạch đại tràng đi để xoay. Thế cho nên là cái nước này nó không quá bẩn. Tất nhiên là nước ở trong lòng đại tràng thì thế nào nó cũng là cái nước nhiễm trùng rồi. Thế là phải lau sạch toàn bộ ổ bụng, rửa ổ bụng nhiều lần. Thế xong nó khâu cái lỗ thủng này lại. Và bà này về sau bà ấy sống. Câu chuyện này rất là vui là thầy lúc bây giờ thầy cũng thu xếp với bệnh nhân và đền bù bệnh nhân thỏa đáng. Thế và cuối cùng là cái anh tiến sĩ ấy, anh ấy cũng phục vụ bệnh nhân rất là chu đáo, ngày đêm tận tụy. Thế cuối cùng ông bà này thì lại có cảm tình với lại anh chàng tiến sĩ này, thì lại nhận cái anh tiến sĩ này làm con nuôi. Thế là làm nhận cái anh tiến sĩ mà gây thủng đại tràng này làm con nuôi. Thế và bây giờ thì vẫn cứ đi lại với cái gia đình bệnh nhân mà anh ấy làm thủng đại tràng như thế. Thì cái câu chuyện này cũng hy hữu và cũng vui vui. Tức là khi mà mình đã gây hại cho bệnh nhân rồi thì mình phải có trách nhiệm đền bù cho bệnh nhân, phải có trách nhiệm phục vụ và đưa người ta trở về cái cuộc sống bình thường. Thế nhưng nếu như mà mình bằng cái tâm của mình mà mình làm tốt thì cái gia đình bệnh nhân người ta cũng hoàn toàn người ta rộng lượng, người ta giúp đỡ mình, và cuối cùng thì lại nhận làm một cái
cái mối quan hệ trong gia đình, một cái câu chuyện rất là thật và rất là vui để khi mà hai ông bà để nhận thêm cái anh tiến sĩ này làm con nuôi. Anh này cũng bằng lòng làm con nuôi cho các ông bà, bởi vì anh ấy quá là đau về cái vụ là nhấn cái máy làm thủng ruột của cái bà 55 tuổi ấy. Giảng tiếp về cái áp xe, đang nói viêm phúc mạc rồi phải mổ đúng không, phải làm sạch ổ phúc mạc đúng không. Thế bây giờ là đến cái áp xe, ví dụ như áp xe dưới cơ hoành thì là cái ổ áp xe nằm trên đại tràng ngang, nó cũng không gặp nhiều trên lâm sàng đâu, nhưng mà tỷ lệ tử vong cao lắm, 10 đến 60% sợ. Nếu mà áp xe dưới cơ hoành thì cái nguy cơ tử vong rất là cao, thường xảy ra sau thủng ổ loét dạ dày tái tràng để muộn. Nếu mổ trong những giờ đầu thì không có vấn đề gì đâu, thế nhưng mà để muộn thì là nó gây áp xe, rồi viêm tim mạch hoại tử, viêm tụy cấp hoại tử, áp xe gan, thì đấy là cái lý do của áp xe dưới cơ hoành. Như vậy một số các cái triệu chứng thì thường là khi thở sâu, cơ hoành nó lên xuống này, khi thở sâu thì đau sẽ tăng lên, và có những cái triệu chứng phổi phế mạc, ví dụ như ho, kích thích khó thở, cơ hoành bị đẩy lên cao, kém di động, và chụp cái phim phổi thì thấy rằng là dịch cái góc sườn hoành nó có nước. Thế thì dựa vào siêu âm, X-quang, CT scanner, tức là chụp cắt lớp vi tính để giúp cho chẩn đoán. Điều trị thì phòng bệnh là quan trọng, chữa sớm những cái ổ áp xe, và đặc biệt là cái ổ áp xe dưới cơ hoành thì hay do giò miệng núi, như thầy vẫn vẫn dạy các em, tức là cái đường tiêu hóa trên thì nó rất nhiều dịch, một lít rưỡi dịch bọt này, một lít rưỡi dịch dạ dày này, thế rồi một lít rưỡi dịch mật này, một lít rưỡi dịch tụy này, tất cả là 6 lít. 6 lít dịch nó đi qua cái vùng cổ hũ và cái vùng tá tràng, thế cho nên là cái không nối ở vùng tá tràng, không nối ở cái vùng dạ dày tá tràng đó là phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận, chứ nếu không có nó bục một cái thì hàng lít dịch nó ra ngoài ổ bụng, và như thế nó sẽ gây áp xe dưới cơ hoành. Cho nên thì áp xe mà sau giò miệng nối, sau mổ cắt dạ dày, sau mổ tụy, sau mổ mật khá là nhiều, phải chú ý. Đó. Điều trị thì là phải dùng kháng sinh phổ rộng này, mở dẫn lưu ổ mủ tùy theo vị trí mà có đường vào khác nhau, không làm nhiễm khuẩn lan vào trong phúc mạc, và dẫn lưu phải thoát rộng, có thể phải để sông kéo dài. Thế còn áp xe ruột thừa thì ruột thừa nó vỡ và được khu trú lại thì nó thành cái áp xe ruột thừa. Thông thường nhất là nó thành thấy một cái u lồi lên như là quả chanh, quả cam ở vùng hỗ trợ phải. Thế và lách cái lưỡi dao vào, chích ra một cái thì ra đầy mù thối. Thì đấy là điển hình của áp xe ruột thừa. Nhưng mà có những cái áp xe ruột thừa nó lại nằm ở giữa bụng, có những áp xe ruột thừa nó lại nằm ở tiểu khung. Thế cho nên là nó cũng đa dạng lắm. Chẩn đoán và điều trị khó khi ruột thừa ở vị trí bất thường, như là ruột thừa ở dưới gan, ruột thừa hỗ trợ trái, hay ruột thừa nó không như là ở hỗ trợ phải thường gặp. Các biểu hiện là có tiền sử viêm ruột thừa, thì xong đó là thấy có một khối phồng ở hỗ trợ phải, có ranh giới không di động, điều trị ngoại khoa chủ yếu là chích áp xe. Thế thì cái hình ảnh này, cứ mỗi một lần đến cái hình ảnh này thì thầy lại nhớ đến một cái câu chuyện cũng vui, tức là ở bệnh viện ca thì cũng đã từng xử lý một trường hợp. Thì cái hình ảnh này thì
thì đây là hai quả thận đúng không, đây là hai niệu quản. Đây thì có những trường hợp viêm phúc mạc do nước tiểu, cái thận để nó ứ nước sau đó nó vỡ vào trong phúc mạc, hay có những trường hợp bị vỡ bàng quang. Ví dụ lúc thầy làm giám đốc bệnh viện E thì thầy có xử lý một trường hợp là có một cô y tá mới mang con đến, thế khám thì thấy nó có hội chứng viêm phúc mạc. Thầy mới hỏi thì té ra là sau khi ăn cơm xong thì cãi nhau với chồng, thế là ông chồng tức mình cho một quả đá vào bụng. Thì lúc bây giờ cô ấy là vừa mới ăn cơm xong thì bàng quang cũng căng nước tiểu, thế là đá vào bụng cả, thế là nó vỡ bàng quang nó vỡ ra và nước tiểu nó tràn ra ổ bụng, nó gây viêm phúc mạc với nước tiểu. Thế là cuối cùng là phải mổ để lau rửa và khâu bàng quang lại. Cầu thủ bóng đá, có một cầu thủ bóng đá rất là nổi tiếng, sau này anh ấy trở thành huấn luyện viên, thì lúc mà anh ấy là bóng đá thì anh ấy thắng trận thì anh ấy liên hoan ở Đà Nẵng, liên hoan uống nhiều bia quá, thế là bàng quang cũng căng, thế xong đó rồi uống nhiều bia quá thì nổi sung với nhau là cũng đấm đá nhau, thế cuối cùng là anh ấy cũng bị đá vào bụng, thì cuối cùng là anh cũng bị vỡ bàng quang, nước tiểu nó ra ổ bụng và gây viêm phúc mạc và cuối cùng là phải khâu. Thế sau này anh ấy là một cầu thủ cực kỳ nổi tiếng và anh ấy trở thành huấn luyện viên. Thì đây là hai trường hợp vỡ bàng quang mà thầy thấy là rất là đặc biệt, bàng quang. Thế thì có một cái trường hợp đặc biệt nữa là cũng chưa đến mức viêm phúc mạc, nhưng mà là một bệnh nhân thì bị đến 28 Tết thì là họ đưa vào, thì họ đưa vào cấp cứu bệnh viện ca, bây giờ thầy là phó giám đốc bệnh viện ca. Thì bệnh nhân đưa đến là vì loại ra ngoài của mình, loại ra ngoài âm âm hộ và âm vật này, một cái khúc ruột, loại ra đây một khúc ruột. Thế thì tìm hiểu thì té ra bệnh nhân đây là bệnh nhân trước kia được mổ ở bệnh viện ca, bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung. Vì cái đặc điểm của ung thư cổ tử cung thì đây là cái phần cổ tử cung đây nè. Đây là cái phần ống cổ tử cung nhé, thế trên này là buồng tử cung. Thế thì cái ung thư cổ tử cung là cái đặc điểm là phải khi mổ là phải lấy toàn bộ buồng trứng đi, buồng trứng và mạc nối lớn, rồi là cổ tử cung và cắt sâu xuống âm đạo. Thế thì cắt xuống âm đạo này thì cái cô này thì sau khi mà chữa khỏi cái ung thư cổ tử cung tại bệnh viện ca rồi thì cô ấy nhà cũng nghèo cho nên là đi làm ô sin, đi làm ô sin, nhưng mà cô này thì lại cũng đảm đang và cũng duyên dáng, thế cho nên là lại quyến rũ được ông chủ. Thì đến 28 Tết thì ông chủ cho quà để về quê, thì cuối cùng là do cái tình cảm giữa hai người thì ông chủ mới quan hệ tình dục với cô này. Thế nhưng mà chắc là hăng hái và mạnh mẽ với ông chủ này thì cũng khỏe mạnh, thế cho nên là cái chim của ông chủ này nó đục thủng mất cái túi cùng Douglas ở đây. Thế và sau khi mà xong xuôi thì cô ấy bị đau và cái ruột đó thì nó theo đó nó lòi ra, nó rơi xuống âm đạo của cô ấy và nó lòi ra ngoài thì ông hộ này một đoạn ruột. Thế là cuối cùng là thầy với tư cách là phó giám đốc chuyên môn thì thầy phải cho rửa, thầy phải cho chỉ định mổ ngay, mới đưa lên phòng mổ và rửa cái đoạn ruột này đi. Thế xong đó là cũng không cần phải mổ lại bụng nữa đâu, mà rửa cái đoạn ruột này ra đi, xong đó là cho cô ấy nằm đầu dốc để cho cái ruột này nó rơi vào trong bụng, xong cuối cùng may lại cái túi cùng âm đạo ở đây, may lại cho cô ấy. Thế và buồn cười nhất là lúc bây giờ ở bệnh viện ca thì người ta để ý cái vụ này, người ta thấy là oxy cứ quát ông chủ nhem nhảm đó, là vì ông chủ gây ra cái lỗi là làm thủng cùng đầu của bệnh nhân.
Thế là cô Oxin này cô cũng ghê gớm, cô ấy sai phải ông chủ phải ở suốt Tết là phải phục vụ với cô Oxin này, và có những lúc cô Oxin này cũng quát ông chủ. Thế từ bấy giờ giờ đi thì thầy mới dạy dặn dò các em là sau này khi cắt tử cung cho bệnh nhân thì phải may cái cung đồ, may bằng cái chỉ chắc, chỉ một một không, và may đi may lại, may thật chắc, chứ nếu mà may vớ vẩn đấy thì là nó sẽ người ta quan hệ tình dục này, người ta sẽ làm rách cái cung đồ này và ruột nó theo cái cung đồ này nó lòi ra ngoài. Thì giống như cái trường hợp mà thầy cấp cứu ở bệnh viện ca vào chiều 28 Tết, chiều 28 Tết thì đấy, cứ mỗi lần nhìn thấy cái hình vẽ này ở trong sách giải phẫu thì thầy lại nhớ lại cái vụ cấp cứu. Mà cái trường hợp đó thì cũng có viêm phúc mạc khu trú ở tử cung, nhưng mà mình rửa nó sạch và kháng sinh tốt, cho nên là cô Oxy này cũng 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 lại khỏi và ra viện như bình thường. Áp xe trong tiểu khung, thế nếu mà làm không cẩn thận là cũng như trường hợp của cô ấy chẳng hạn thì cũng áp xe tiểu khung. Nguyên nhân thì chủ yếu là từ cái tạng ở trong khung chậu, và đặc biệt là ví dụ như là kích thích trực tràng, mà triệu chứng thì thấy áp xe trong tiểu khung thì kích thích trực tràng bằng quang mót ỉa ỉa chất nhầy ở đáy bút đáy rát, thăng trực tràng âm đạo thì đu la căng và đau, thì phải rạch tháo mủ. Nếu mà áp xe trong tiểu khung mình là có chỗ cắt lớp thì mình có thể tháo mủ qua đường trực tràng âm đạo. Thế thì cái bài này thì cũng nói với các em về cái hội chứng viêm phúc mạc là một cái trường hợp nặng. Thầy nói đến một cái trường hợp mà thầy phải đi theo một cái đám ma và buồn đến nỗ ruột vì cái viêm phúc mạc không chữa được, và trong đời thầy thì cũng còn một vài các cái trường hợp khác viêm phúc mạc không chữa được. Cho nên là dầu sao thì cái lời kết luận đầu tiên là viêm phúc mạc một hội chứng nhiễm trùng nặng trong ổ bụng, tỷ lệ tử vong cao lắm, cho nên đừng để đến viêm phúc mạc, phải đề phòng phòng ngừa cho nó tốt. Ví dụ như là cái chuyện mà cắt tử cung người ta thì phải may cái cung đồ bằng những cái chỉ tốt. Thì sau này thầy phải dặn các bác sĩ ở bệnh viện ca cũng như là về bệnh viện e thì cũng phải luôn luôn là dặn các bác sĩ là may cái cung đồ đó là phải may chắc chắn để cái cung đồ đó đỡ chảy máu. Trước mắt là mình đỡ chảy máu, cái thứ hai tức là người ta cũng còn sử dụng, đôi khi người ta vẫn còn sử dụng được cái âm đạo mà không có tử cung buồng trứng bên trên, mà vẫn còn sử dụng được cái ống âm đạo, vẫn sử dụng được. Thế thì đấy là nói đến những cái kinh nghiệm như thế để cho các em thấy. Thế và cũng rất hay gặp lắm. Đấy, diễn biến phức tạp, tỷ lệ tử vong cao nhé. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật, phải làm cho nó sạch nhé. Thế thì sau đây là những cái câu hỏi ấy. Thì trong khám bụng thì vai trò chủ đạo là khám lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm máu, chụp các lớp vi tính và tất cả các yếu tố, thì tất nhiên là các em khám lâm sàng là rất quan trọng. Ví dụ cái dấu hiệu cảm ứng phúc mạc là rất quan trọng. Thế nhưng mà bây giờ thì các cái xét nghiệm nó giúp cho các bác sĩ lâm sàng rất nhiều, cho nên là các cái yếu tố khám lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm máu, chụp các lớp vi tính đều có giá trị chủ đạo trong cái khám bụng. Sự chính xác trong chẩn đoán bụng ngoại khoa phụ thuộc vào yếu tố nào, trình độ thầy thuốc, kinh nghiệm thầy thuốc thì đúng qua rồi, đó xét nghiệm máu, phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Thế thì cái này thì cái quyết định mổ không phải xét nghiệm máu, mà quyết định mổ là cái bác sĩ ngoại khoa, cái bàn tay ngoại khoa là quyết định mổ, cho nên là trình độ của thầy thuốc và kinh nghiệm của thầy thuốc là cái quan trọng nhất. Phân chia vùng bụng dựa vào bốn đường thẳng, trong đó hai đường thẳng
dọc thì không nói gì, nhưng hai đường thẳng ngang là đi qua đầu dưới xương sườn, hai xương sườn 10, đường nối giữa hai gai chậu trước trên, đường nối hai gai chậu sau trên, A và B đúng, A và C đúng, đúng không? Thế thì C tức là đường nối hai gai chậu sau trên, gai hai gai chậu sau trên thì nó không đúng, đúng không? Thì nó, cái này câu này cũng dễ ăn điểm. Trong khám bụng ngoại khoa thì thì là sóng nhu động bất thường để nghe lại sóng không à, để nhìn thì nhìn nhìn trong khám bệnh ngoại khoa để phát hiện những sóng nhu động bất thường, khối gồ lên bất thường trong thành bụng. Thế rồi là thay đổi về di động thành bụng theo nhịp thở, các vết xây sát trên thành bụng, tất cả trên. Thì tất nhiên khi đã nhìn vào thành bụng thì anh phải để ý hết, và cái bác sĩ mà có nhiều kinh nghiệm thì phải lấy một cái thượng lượng thông tin tối đa của bệnh nhân. Những anh nào đại khái không làm được ngoại khoa đâu, và nhìn chung mà nói cái nghề y này tôi nghe nó rất là nghiêm túc và nó đòi hỏi một cái sự sát sao, cho nên là phải các em vào ngành y rồi thì bản thân cái nghề nghiệp nó giáo dục cho các em một cái sự nghiêm túc. Đúng như vậy thì thầy đấy, thầy nói đến cái hình ảnh là hung bạo quá và thô bạo kéo ruột bệnh nhân mà đến độ rách ruột và để bệnh nhân chết. Thế hay là nhấn cái máy để mà thủng đại tràng của bệnh nhân không chết nhưng mà bệnh nhân không chết nhưng mà nhưng mà cũng gây một cái tai biến lớn, hao tổn sức khỏe cho bệnh nhân. Phát hiện dịch tự do trong ổ bụng, dựa vào nhìn thấy bụng lớn này. Thứ hai là có dấu hiệu sóng vỗ, dấu hiệu gõ đục vùng thấp, có dấu hiệu có triệu chứng cục đá nổi. Thế thì các em thấy rằng là cái nhìn thấy cái bụng to thì nhiều người béo bụng cũng rất là to, cho nên cái đấy nó không khách quan. Mà cái khách quan ở đây là thấy có dấu hiệu sóng vỗ, tức là ví dụ như là các em bụng người ta này, các em vỗ bên này thì sẽ thấy cái nước nó dội vào tay bên kia, vỗ bên trái này thì thấy nước nó dội vào tay bên phải, thì đấy gọi là dấu hiệu sóng vỗ, nó dồn nước. Dấu hiệu gõ đục vùng thấp, đục vùng thấp, dấu hiệu cục đá nổi, BCD đều đúng. Thế thì chỉ loại trừ cái A đi thì cái BCD đúng, thì cái đáp án E này là cái đáp án chuẩn. Dấu hiệu cảm ứng phúc mạc thường gặp trong trường hợp viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa thì là phản ứng thành bụng. Viêm đại tràng cùng lắm nó có phản ứng thôi. Viêm phúc mạc thì là điển hình là cái dấu hiệu Bloomberg là dấu hiệu cảm ứng phúc mạc. AB thì là sai, ABC cũng là sai. Như vậy là duy nhất cái đáp án đúng ở đây là đáp án trong trường hợp dấu hiệu cảm ứng phúc mạc là viêm phúc mạc. Thế thì cái nhân cái bài này thì thầy muốn nói chuyện vui với các em là thầy đã đi được nhiều 20 nước trên thế giới, và đây là một cái nước rất là đặc biệt. Thầy đến Nairobi, Kenya, thủ đô của Kenya, hiện nay họ đang nghèo, đã là một cái nước rất là nghèo khổ. Thế thì khi đến một cái hội nghị về nhiễm khuẩn, đến đây để dựng một cái hội nghị về kháng sinh, về nhiễm khuẩn quốc tế, được mời với danh với tư cách là thành viên, thì các cái cô hoa hậu của Kenya nó đón tiếp như thế này. Trước đây là ảnh chụp ảnh với lại cô hoa hậu, và thầy cũng mua một cái tour đi thăm cái làng của Kenya cái để đến cái đồng cỏ Masamara
là cái nơi mà bảo tồn, khu bảo tồn thiên nhiên, và đặc biệt là mua thêm một cái tour là đến cái làng làng thì ở đấy họ vẫn còn lạc hậu là công chủ. Thầy không đưa cái ảnh ông chủ đây, nhưng mà đây là 12 đúng không, tôi 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, à đêm 3, 11 nhỉ, 11 người. Thì hiện nay có một bà vợ thì nữa thì là đang con nhỏ cho nên không ra đón tiếp. Thì 11 người phụ nữ châu Phi này thì là vợ của một ông chủ. Ông chủ này là ông chủ nhà giàu, ông ấy có 120 con bò, cho nên cứ 10 có 10 con bò thì là lấy được một bà vợ. Thế và ông ấy làm 10 cái gian nhà bằng đất, bằng cái là gian lều đất này, để mỗi bà vợ được ở trong một cái lều đất như thế này, sinh con đẻ cái vào đây. Đấy. Thế thì đấy là năm 2013 thì thầy đến cái đất nước Kenya này để dự hội nghị và đi một cái tour rất là đặc biệt. Và thấy là đạo Hồi thì một người đàn ông lấy bốn người vợ thì đã thấy là nhiều. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì là người ta không hạn chế, cứ có tiền là có vợ. Thế mà cái tiền đó được quy ra là bò, tức là cứ 10 con bò, 10 con bò là lấy được một bà vợ. Thế mà hôm nay là có 12 bà vợ. Thế thì đi thăm cái thảo nguyên Massamara đó, thì đây là cái mùa mà mùa sư tử nó làm tình với nhau để sinh ra những cái sư tử con. Thế đây là cái ảnh mà thầy chụp ở trên cái đồng cỏ Massamara vào trong cái dịp mà đi đi châu châu Phi đó nhá. Thế thì đó là cái mà hình ảnh vui vẻ vui như thế. Thế thì cái chúng ta tạm dừng ở đây. Thế thì muốn nói với các em cái thông điệp mang về nhà đây. Thông điệp tức là viêm phúc mạc là một trường hợp, một cái hội chứng nhiễm trùng nặng trong bụng hay gặp lắm, mà cũng phải xử lý rất là phức tạp, rất là phức tạp nhé. Dặn dò các em như thế, mặc dù là ở cái hội nghị nhiễm trùng ở Kenya nó dạy cho thầy về các cái loại kháng sinh, rồi những cái kháng sinh tốt mà đến mức mà chôn cái xác chôn xuống dưới đất rồi mà cái vi khuẩn nó không mọc lên được, các em cũng những cái ví dụ như thế để cho các em dễ hiểu và các em thấy được là một cái hội chứng hay gặp. Để sau này để hy vọng là có những em nào đi theo cái nghề của thầy là cái nghề cầm dao thì phải học kỹ hơn về những cái này phải có kinh nghiệm nữa. Thế còn những em nào mà đi làm nội khoa thì cũng vẫn phải biết, bởi vì đừng có để bệnh nhân đến giai đoạn muộn cuối cùng là tử vong thì người ta quy lỗi cho mình, thì rất là tội, và mình cũng buồn với bệnh nhân. Thế còn cái việc mà mình giả sử mình có lỗi mà mình chăm sóc bệnh nhân tốt chẳng hạn, thì có khi lại trở thành ra những cái mối quan hệ mới, những mối quan hệ đặc biệt trong cái cuộc sống lao động của mình. Các em có thắc mắc gì không? À, dạ có. Đây đây hỏi đi. À, thế em hỏi là ở trong sách thì em thấy có một phần đó là viêm phúc mạc thứ ba ạ, thì cái viêm phúc À tức là trong cái viêm phúc mạc ruột thừa thì là nó viêm ruột thừa rồi nó thủng, nó viêm phúc mạc, thì đấy là viêm phúc mạc thì một. Thế viêm phúc mạc mà cái ruột thừa đó nó áp xe rồi cái ổ áp xe đó nó vỡ thì người ta gọi là viêm phúc mạc thì hai. Thế nhưng mà cái ruột thừa đó nó lại tạo thành cái đám quánh ruột thừa. Sau này đến Y4 để các em sẽ học cái bài viêm ruột thừa thì thầy sẽ giảng nó thật đầy đủ hơn. Khi mà tạo thành đám quánh ruột thừa rồi, từ cái đám quánh ruột thừa nó lại áp xe, thế là đám quánh là thì một, áp xe là thì hai, và nó vỡ ra thì là viêm phúc mạc, thì đấy là viêm phúc mạc thì ba nhé.
đọc trước đọc ra. Ừ, hỏi tiếp đi, Vâng. hỏi tiếp đi. Thế tạm nghỉ nhá, tạm nghỉ Khi nào? đến 3 giờ 5 phút thì chúng ta lại vào cái bài thứ hai, là cái bài dạy cho các em biết cách khám hậu môn trực tràng nha. Thế ơi, có được hỏi thêm không ạ? Ừ thì hỏi đi. Vâng, thế ơi, là khi nào thì cái viêm phúc mạc nó có dấu hiệu cư trú vậy, và trong trường hợp nào thì nó sẽ lan ra toàn bộ bụng ạ? Phúc mạc thì nó là một cái khoang ảo, cho nên là nó có xu hướng lan tỏa. Dù rằng là cái anh chàng tiến sĩ mà nó làm thủng ruột bệnh nhân thì nó viêm phúc mạc đấy cũng là viêm phúc mạc toàn thể rồi, hay là nó thủng dạ dày thì nó cũng là lan tỏa rồi. Thế nhưng mà nếu như sức đề kháng của bệnh nhân tốt thì nó các cái quai ruột nó tụ lại thì nó tạo thành một cái viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phúc mạc khu trú, ví dụ như viêm phúc mạc ở trên cơ hoành thì cuối cùng nó thành áp xe dưới cơ hoành, hay là viêm phúc mạc nó tụ về tiểu khung thì là viêm phúc mạc tiểu khung đấy. Thế thì những cái trường hợp ấy thì nó là như thế. Nhưng mà cái bài viêm phúc mạc nhìn chung mà nói là hầu như là cái toàn thể rất nhiều. Còn thì cái sức đề kháng của con người có thể nó khu trú được thì nó sẽ khu trú, nhưng mà khi mà mở mổ bụng ra rồi thì cũng nhiều khi cái ranh giới đó nó cũng không rõ ràng. Cho nên em hỏi là khi nào, thì khi mà để muộn hơn bệnh nhân phản ứng rồi là khu trú lại thì nó là khu trú nhé. Thế cái điển hình nhất tức là viêm phúc mạc tiểu khung này hay gặp trong cái viêm phúc mạc do phần phụ. Viêm phúc mạc phần phụ thì do cái áp xe phần phụ, thế là nó dò mủ ra phúc mạc. Thế và cái tầng trên cái phần bên trên bụng ấy, thì một là khi chúng ta ngồi chúng ta đứng thì cái mủ đó nó đọng đọng ở trong tiểu khung. Cái thứ hai tức là cái ruột rồi mạc nó lớn nó ém lại, nó không cho cái mủ nó lan lên trên, thì là cuối cùng là toàn bộ cái tiểu khung đó nó bị viêm phúc mạc tiểu khung. Thì hay gặp trong trường hợp viêm phúc mạc do áp xe buồng trứng, áp xe vòi trứng thì là hay gặp như thế. Thế còn thì về cơ bản là viêm phúc mạc là viêm phúc mạc toàn thể, hầu hết là viêm phúc mạc toàn thể, chứ còn khu trú thì không phải là phổ biến. Dạ vâng ạ. Thế ơi, thì bình thường ạ, thì có phải là cái ổ bụng của cái khoang phúc mạc ổ bụng của phụ nữ thì nó không kín và nó sẽ nối vào vòi trứng, thì có nghĩa là cái nguy cơ bị nhiễm trùng viêm phúc mạc ở phụ nữ thì sẽ nhiều hơn ở nam giới đúng không ạ? Cũng không, ngang nhau thôi. Phụ nữ là vì có buồng trứng vòi trứng và cái bộ phận sinh dục của phụ nữ thì nó cũng bí hiểm, thế cho nên phụ nữ phải phải chịu chịu cái viêm phúc mạc mà do buồng trứng vòi trứng, do cái hậu quả của cái quá trình sinh hoạt tình dục mà nó không được, hay là giữ gìn vệ sinh sinh dục không được tốt thì nó viêm phúc mạc như thế. Thế còn thì ở nam giới chẳng hạn thì nam giới thì lại bị những cái khác, ví dụ như là trường hợp cầu thủ nhỉ, cầu thủ bằng quang căng thì đá vào bụng cái là vỡ luôn cả bằng quang cầu thủ nó khỏe lắm chứ, thế mà vỡ bằng quang đấy. Ông này sau này trở thành một huấn luyện viên nổi tiếng thì đấy là nam giới. Thế hay là một cái cô mà cãi nhau với chồng chồng nó ăn cơm xong hai vợ chồng để cãi nhau, thế là chồng nó tức mình nó đá phát vào bụng đó, cuối cùng là bằng quang căng nghĩa là vỡ bằng quang, cũng viêm phúc mạc ra nước tiểu đúng không? Nên nhìn chung mà nói thì cũng ngang nhau thôi, về về lâm sàng mà nói là cũng ngang nhau, chứ phụ nữ thì có chịu những cái phần thiệt thòi về vấn đề sinh đẻ sinh dục, thế nhưng mà phụ nữ thì người ta lại có cái cách hành xử cuộc sống riêng nó nhẹ nhàng hơn, và nam giới lại có cái cách riêng. Thế cho nên là, nhưng tổng hợp chung thì viêm phúc mạc cũng nam cũng không không nhiều hơn nữ, và nữ cũng không nhiều hơn nam, ngang nhau rồi. Thế em có một câu hỏi nữa là kiểu
Em có thấy là trong phần thầy có nói là kiểu mình có phải truyền dịch cho bệnh nhân bị viêm phúc mà, thì em chưa hiểu là trong trường hợp nào thì mình sẽ phải truyền dịch cho bệnh nhân đó và Trường hợp truyền dịch nào cũng thì để phải làm truyền gì dịch ạ? nhé, bởi viêm phúc mạc là một cái hội chứng nhiễm trùng nặng. Thầy nhấn mạnh đi nhấn lại mở đầu cũng như là những câu chuyện của thầy thì câu chuyện là thầy phải đi theo một cái đám ma mà bệnh nhân viêm mạc chết, thì để chứng nhấn với cho các em biết rằng là viêm mạc là một tình trạng rất nặng, và khi viêm phúc mạc nó nặng như thế thì bắt buộc là phải truyền dịch, phải hồi phục nước điện giải, và không phải là truyền 3 ngày đâu mà phải truyền 7 ngày, truyền hàng chục ngày thì mới xử lý được. Lúc bây giờ phải cho cái hệ tiêu hóa của bệnh nhân họ nghỉ ngơi, và chúng ta cho ăn ăn nuôi dưỡng hoàn toàn ngoài đường tiêu hóa, tức là nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch hoàn toàn 7 ngày, thậm chí là nhiều hơn. Vâng, tức là cái dịch đấy là dịch dinh dưỡng này đúng không Nuôi nuôi bằng cái ạ? chất dinh dưỡng đấy nhé. Bây giờ À, nó có cái à. dịch dinh dưỡng hay lắm, ví dụ như là các em ít nữa đi lâm sàng thì em sẽ thấy một cái túi dinh dưỡng này, nó đến 3 lít, bên trong nó là sữa, rồi là nó là các cái đạm sữa ở các thứ. Tất nhiên là cũng hơi đắt, với nông dân chẳng hạn người ta phải chi trả đến độ 2 triệu một bịch như thế, thì cứ mỗi ngày chuyển một bịch, người ta đã đóng sẵn một bịch như thế chuyển suốt ngày, thế cứ hôm nay chuyển một bịch, ngày mai chuyển một bịch, như thế thì cũng một cái bịch đó là gần như là đủ cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng bệnh nhân trong một ngày rồi. Thời thầy thì chưa có, nhưng bây giờ là đầy ra rồi, có khi bây giờ bệnh viện huyện có khi cũng chuyển được cái rồi. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em hết câu hỏi rồi. Rồi thế nhá, thế nghỉ cho đến 3 giờ 10 phút nhá, thế xong đó Vâng chúng ạ. ta vào.